nhá. Chốt đơn các bạn ơi, không đây. Hôm nay có Havan local ở đây sẽ guide mình bên trong trường Yonsei. Wow, kia tòa nhà kia đúng không? Anh thấy rồi. Sao sao? Signature của Yonsei. Yeah. The World University Rankings 2024, top 76 in the world. Wow. Hồi xưa ấy, từ hồi anh cấp 3 ấy, kiểu Yonsei đã rất là nổi mà có liên kết với trường đại khoa học xã hội nhân văn ở Hà Nội đúng không anh? Rồi bên bên kia xa xa kia là mình đang cả là thiên đại giảng đường em. Sẽ vào đây. Anh rất thích Korean Uni ở cái là open campus, ai cũng có thể vào. Việt Nam mình á thì vào thì vào đây. Bảo vệ hỏi liền. Bảo vệ hỏi liền. Wow. Mọi người hay chụp ảnh à? Tốt nghiệp ở đây nhỉ? Phải có ít nhất một tấm ở đây thì mới gọi là học cho C. Thế thì biết phải nhờ em chụp cho anh với mây trời ở đây làm thumbnail luôn. Anh nhớ. Chà, nóng không? Đi nhanh đấy. Nhanh đâu, đi chậm chứ. Ok, xin lỗi mọi người nhá. Chào các bạn, đây là Mây Trắng. Hello mọi người. Ôi, sao anh thấy trường em nào? To. Sắc sắc. Sắc sắc. Chảy em bảo là không không. Nhưng mà hôm nay hơi tiếc nha. Hơi. Ừ, hơi âm u. Hôm qua đúng đẹp luôn ý, hôm qua. Nhưng mà hôm nay quay được không? Thì phân quay thôi. Phân quay rồi. Deadline dí rồi. Không ngồi được. Nhưng mà sao chắc không sao. Không sao. Hơi lệch kịch bản một chút. Thế hả? Một ngày nắng đẹp. Chính xác. Đây là bộ hộ này, bộ này. Đây là mới mặc cái size trên đông dưới hè đó. Em phải không anh? Em chắc có ảnh rồi đấy. Vậy ảnh mà chụp vậy ở nhiều góc cơ. Nên là em nghĩ là sẽ có ảnh. Ê, ảnh chưa qua chỉnh sửa không được nào. Để em báo chi phí. Báo chi phí nha. Nào, đây để. Không sao, anh về anh blur cho. Được. Anh cũng kinh ấy. Nào, đi thôi. Đi. Xem menu đây hả? Kiểu như lâu lắm rồi. Là 3 năm trước rồi. Chính xác. Từ hôm quay lại là chưa đi ăn phát nào. Em không hay ăn chưa. Các bạn lắc lại xem nào. Nên nó lắc như này là để cơm nó không bị dính vào cái thành này. Lắc này á. Xong rồi lắc kiểu ngang này. Ngày xưa trong ký ức của em là
ta đang xuống đâu đây? Ở đây. À. Đây. Chỗ mà em muốn anh đến thử. À. Okay. Chỗ đến để mua cái áo khoác ở bên ngoài đúng không? Yes. Và áo phông có gì cũng có luôn. Em muốn recommend cho em món này. Món nào? Có bút à? Wow. Hoặc là một cái này sẽ dùng đôi với em thấy anh dùng này cho đỡ đụng hàng. Hoặc là anh với người yêu anh mỗi người một cái. Cái hộp gì hơi xỉu. Em thấy cái này kiểu nó tốt ý. Nó bền lắm. Ui, anh color grade ở trên điện thoại này được rồi à? Đâu, cái này là lock mà em. À, chế độ gì? Quay lock nghĩa là quay màu động xong rồi là đến lúc anh về thì anh sẽ apply một cái theme của cái máy nào đấy. Ví dụ anh về anh apply theme của Fuji. Ui, cái này chỉ có iPhone 15 mới làm được à? iPhone 15 Pro trở lên. Chứ rồi phải mua rồi mọi người ạ. Mình mọi người sang kênh Mechan nhá để mình sớm mua được. Máy giống anh Kira. Ôi sao máy này quay đẹp thế nhở? Sao quay nhìn như máy ảnh thế anh? Ý về anh cho xem cái footage vlog của mình quay. Ôi cái này không hợp với anh Kira được, cái này anh Kira của ngày xưa rồi. Đúng không? Anh nói cho anh một lời đúng không? Anh Kira ngày xưa là đây mà cái này này. Sao? Cái này nó này cũng nhiều màu. À đây anh vào đi, anh vào đi. Vào ướm đi anh. Mua chốt đơn các bạn ơi. Hôm nay các bạn nhá, shop lên các bạn một con áo này. Đấy, lên form rất đẹp. Trời. Đây. Trời. Quá hợp với cái áo. Đây. Em cho một con này đi dạo phố Seoul các thứ được không? Đây à. Fashion Week. Đội vào. Anh ơi cái chữ Yonsei của người ta. À đây. Ôi giời ơi. Đấy. Anh đội hẳn hoi lên, nó nhìn dự tự nhiên giống A Cho Si đi. Cái này á? Cái này đi. À? Hai mũ là như thế này. Sao tên anh đội vào nhìn cho nó nông dân đấy anh. Không, bên hàng là phải đội. Hoặc anh trả cho người ta đi. Che mắt lại anh. Anh trả người ta đi. Anh để. Không, em nghĩ là cái mũ nó xấu đấy. Em không bằng anh đội mũ bao giờ đâu. Okay. Chỗ này là khu Yeon Nam Dong rồi đúng không? Yeah. Oh. Đây có phải quán cộng đầu tiên không? Úi dồi ôi. Vào đây. À, quán này hả? Thế có vẻ nhiều khách đến nha. Rồi.
xe phải. Xoay. Không nhìn map nhá. Đây thì phải ngay trước mặt thấy không? Nippudon, có bên New kìa. Cái này có này. Đây này. Đây. Anh cho mình cái anh cho mình cái. Có uni này, muốn ăn uni thì uni. Một cái uni and salmon roll Nippudon. Tóc tắt ra không để đi. Đây đi đi. Thấy nha.